Rồi chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào cái bài tiếp cận điều trị một bệnh nhân nhiễm trùng tiểu. Thì mục tiêu của bài này thì chúng ta sẽ liên quan tới các cái vấn đề của nhiễm trùng tiểu bao gồm đầu tiên là chẩn đoán một cái nhiễm trùng tiểu và các cái thể lâm sàng. Thứ hai là những cái xét nghiệm mà chúng ta sẽ sử dụng để trong trong cái chẩn đoán của nhiễm trùng tiểu và trong cái điều trị nhiễm trùng tiểu cái mục tiêu thứ ba đó là chúng ta sẽ chọn lựa những cái kháng sinh ban đầu đối khi mà gặp một cái bệnh nhân nhiễm trùng tiểu và cuối cùng là chúng ta sẽ theo dõi trong quá trình điều trị một bệnh nhân nhiễm trùng tiểu và phòng ngừa một bệnh nhân nhiễm trùng tiểu tái phát sau khi mà chúng ta đã kết thúc cái liệu trình điều trị nhắc lại về mặt giải phẫu thì hệ thận niệu của chúng ta nó sẽ bắt đầu từ thận thận sau khi tạo ra nước tiểu thì nước tiểu sẽ đi theo niệu quản và đi xuống bàng quang rồi nước tiểu sẽ được dự trữ ở bàng quang đến một cái ngưỡng nhất định thì chúng ta có cảm giác mắc tiểu thì chúng ta sẽ đi tiểu ra ngoài qua đường niệu đạo thì nhiễm trùng tiểu trên và nhiễm trùng tiểu dưới người ta phân ra là tại cái mốc giải phẫu đó là cái chỗ cắm của bằng của niệu quản vào bàng quang thì tại cái chỗ cắm này là một cái chỗ hẹp mà nó cũng là một cái van nó giúp cho nước tiểu không có trào ngược từ bàng quang ngược lên niệu quản và lên thận và tất cả những cái trường hợp nhiễm trùng tại bàng quang xuống niệu đạo tiền liệt tuyến thì nó sẽ là được phân vào nhóm là nhiễm trùng tiểu dưới và khi vi trùng đi qua cái van này nó đi lên niệu quản và đi lên thận gây nhiễm trùng trên niệu quản và thận thì lúc này nhiễm trùng tiểu sẽ được phân loại vào nhóm là nhiễm trùng tiểu trên À, về dịch tễ học thì nhiễm trùng tiểu hay gặp ở nữ hơn nam bởi vì cấu trúc giải phẫu của nữ thì lỗ hậu môn gần với lỗ tiểu hơn so với nam như vậy cho nên cái nhóm vi khuẩn từ đường hậu môn nó sẽ di chuyển đến đường uh, niệu và dễ gây nhiễm trùng tiểu hơn đối với nhiễm trùng tiểu không phức tạp thì rất thường gặp và có thể tới vài triệu trường hợp viêm bằng quan cấp mỗi năm và khoảng 250.000 trường hợp là viêm thận bể thận cấp một năm tại Mỹ. Đối với viêm bàn quan cấp ở nữ mà trong tuổi hoạt động tình dục thì tần suất này khá cao, đó là khoảng 0,5 đợt một người một năm. Còn viêm bàng quan cấp mà đơn thuần thôi tái phát thì nó ghi nhận ở khoảng 27 tới 44% ở những cái phụ nữ khỏe mạnh. Thì Ờ, đối với các cái phụ nữ khỏe mạnh mà trong tuổi hoạt động tình dục thì một cái, cái hoạt động tình dục là một cái một cái hoạt động sinh lý bình thường tuy nhiên thì cái dịch của uh, người nam tức là tinh dịch nó có tính kiềm và nó sẽ làm trung hòa cái tính axit ở âm đạo chính vậy cho nên uh, cái cái tính axit bình thường nó sẽ là một cái yếu tố bảo vệ đối với nữ thì nó, nó bị trung hòa nó trở thành trung tính thì vi khuẩn nó rất là dễ di chuyển từ hậu môn sang lỗ tiểu và từ đó thì nó nó làm nhiễm trùng tiểu dễ xảy ra ở nữ hơn. Và đối với nhiễm trùng tiểu mà có triệu chứng ở nam dưới 50 tuổi thì thấp hơn rất nhiều so với nữ, chỉ khoảng 5 tới 8 đợt trên 1.000 người một năm thôi. Đối với nhiễm trùng tiểu phức tạp là một cái nhiễm trùng tiểu uh, thường gặp do vi khuẩn mà gặp trong cộng đồng và chiếm khoảng 5% các cái trường hợp nhập viện và chủ yếu là liên quan đến KTT. Và người ta ghi nhận thì nhiễm trùng tiểu mà liên quan đến KTT là chính là cái nguồn vi khuẩn gram âm thường gặp nhất mà gây nhiễm trùng huyết đối với các cái bệnh nhân nằm viện. Và nhiễm trùng tiểu không triệu chứng thì nó xảy ra ở khoảng 5% nữ trẻ và rất là hiếm gặp ở nam dưới 50 tuổi. Các cái thuật ngữ mà chúng ta sẽ gặp khi mà tiếp cận một bệnh nhân nhiễm trùng tiểu bao gồm là nhiễm trùng tiểu là urinary tract infection à, nhiễm trùng tiểu không có triệu chứng hay là nhiễm trùng tiểu dưới lâm sàng nhiễm trùng tiểu có triệu chứng thì bao gồm là nhiễm trùng tiểu trên nhiễm trùng tiểu dưới hay là viêm tiền liệt tuyến thì cả cái ba ba cái thể này thì nó đều sẽ có là à, nhiễm trùng tiểu cấp hoặc mạng hoặc là tái phát vân vân và nhiễm nhiễm trùng tiểu cấp không phức tạp hoặc là nhiễm trùng tiểu phức tạp uh, à, đối với một cái người bình thường thì các cái yếu tố bảo vệ của đường tiểu nó sẽ bao gồm các cái đặc tính của nước tiểu, các protein trong nước tiểu, các tế bào viêm ở hiện diện trong nước tiểu, những cái chất tiết của tế bào biểu mô đường niệu và các cái dịch tiết từ liệt tuyến. thì tất cả những cái yếu tố bảo vệ này là những cái yếu tố nó giúp cho vi khuẩn nó không có xâm nhập được vào từ niệu đạo nó đi vào bàng quang và nó gây nhiễm trùng. cái thứ hai là Uh, cái dòng nước tiểu chảy liên tục là cái động tác đi tiểu của chúng ta đó là cũng là một cái yếu tố bảo vệ đối với cái tình trạng nhiễm trùng tiểu thì uh, những cái người mà có những cái bất thường liên quan đến uh, ảnh hưởng lên các cái yếu tố bảo vệ này thì là những cái người có yếu tố nguy cơ dễ mắc nhiễm trùng tiểu hơn ví dụ một bệnh người người đó là nữ có quan hệ tình dục rồi người ta có thai vân vân à, chẳng hạn như một bệnh nhân tiểu đường thì người ta có thể dễ bị nhiễm trùng tiểu hơn bởi vì có thể là đường trong nước tiểu quá cao nó làm cái môi trường cho cái vi khuẩn nó phát triển thứ hai là cái đái tháo đường nó có thể gây một cái tình trạng đó là bàng quang thần kinh khi mà bàng quang thần kinh thì nó sẽ gây ra sự ứ động ở trong bàng quang một cái lượng nước tiểu mà bình thường sinh lý thì chúng ta đi tiểu xong thì bàng quang sẽ trống hoàn toàn nhưng khi bệnh nhân có một cái biến chứng bàng quang thần kinh do đái tháo đường thì nó sẽ có một cái lượng nước tiểu nhất định nó còn tồn động lại trong bàng quang và cái đây là cái môi trường mà làm cho nhiễm cho vi khuẩn nó dễ phát triển và cái người uh, bị đái tháo đường mà có biến chứng bàng quang thần kinh chẳng hạn thì họ sẽ nhiễm trùng tiểu dễ hơn. Và và ngoài ra thì chính vì cái sự uh, uh, không có co bóp hết được nước tiểu ra ngoài mà nó luôn luôn có một cái ứ động như vậy làm cho cái tình trạng nhiễm trùng tiểu ở bệnh nhân đái tháo đường nó sẽ khó kiểm soát hơn và các yếu tố khác mình sẽ gặp được ví dụ như bệnh nhân uh, tuổi lớn tuổi này bệnh nhân có uh, phì đại tiền liệt tuyến bệnh nhân có bàn quang thần kinh cho những cái bệnh lý khác vân vân uh, và như vậy thì uh, người ta thấy là nhiễm trùng tiểu nó nó sẽ là một cái tổng hòa sự cân bằng giữa cái tác nhân gây bệnh đó là đặc tính của con vi trùng. Thứ hai là liên quan tới ký chủ, liên quan tới sự cân bằng của tính ở trong ký chủ giữa các cái yếu tố bảo vệ và các yếu tố thuận lợi. Và thứ ba là những cái môi trường. Thì môi trường ví dụ như là cái môi trường âm đạo hoặc là người ta có đặt thông tiểu hay là bất thường giải phẫu thì một khi có sự mất quân bình giữa Uh, yếu tố về mặt uh, vi sinh, yếu tố về mặt ký chủ hoặc là yếu tố về mặt môi trường thì nhiễm trùng tiểu nó sẽ xảy ra. thì người ta thống kê thì đối với một cái uh, người bình thường thì um, nhiễm trùng tiểu có triệu chứng nó sẽ xảy ra ở ở nữ nhiều hơn. Cái đường liên tục đây là nhiễm trùng tiểu ở nữ và cái đường đứt nét ở dưới là nhiễm trùng tiểu ở nam. Thì đối với tuổi mà dưới dưới 10 tuổi thì nhiễm trùng tiểu ở nam nó có một ít thì thông thường nó sẽ liên quan đến những cái bất thường giải phẫu ở nam. Còn đối với nữ thì nó sẽ có những cái thời điểm thì cái uh, giai đoạn mà chưa dậy thì và chưa có gọi là chưa có hoạt động tình dục thì cái tần suất nhiễm trùng tiểu nó thấp. Tuy nhiên thì nó sẽ tăng dần cho tới tuổi hoạt động tình dục thì nó sẽ có những cái đợt nhiễm trùng tiểu tái đi tái lại. Và và cái tần suất nhiễm trùng tiểu nó sẽ tăng lên trong cái giai đoạn mà người này có thai và càng lớn tuổi thì cái tần suất nhiễm trùng tiểu nó càng cao. Và đối với đối với nam thì uh, cái nguy cơ nhiễm trùng tiểu của người này rất là thấp và tỷ lệ rất thấp từ giai đoạn mà sau 5 tuổi cho đến giai đoạn khoảng sau 30 tuổi. 40 tuổi vân vân thì từ kể từ sau khoảng những thập niên mà 35 40 tuổi thì cái tần suất nhiễm trùng tiểu ở nam nó bắt đầu nó tăng lên thì người ta thấy là yếu tố này nó sẽ liên quan tới tình trạng phì đại tiền liệt tuyến và sự ứ động nhiễm trùng tiểu ứ động nước tiểu trong bàng quang do cái phì đại tiền liệt tuyến ở nam và tương tự thì cái tần suất này nó cũng sẽ thay đổi như vậy đối với một cái nhiễm trùng tiểu không triệu chứng và khi chẩn đoán nhiễm trùng tiểu thì sẽ dựa trên hai đến ba tiêu chuẩn về lâm sàng về bất thường ở trong nước tiểu và tiêu chuẩn cuối cùng là tiêu chuẩn về vi trùng thì đối với nhiễm trùng tiểu dưới thì nó sẽ không có sốt không có đau hông lưng và rung thận nó sẽ âm tính còn đối với nhiễm trùng tiểu trên là nhiễm trùng tiểu mà xảy ra ở nhu mô thận thì bệnh nhân sẽ có thêm sốt đau hông lưng và rung thận dương tính và riêng một cái trường hợp đó là viêm tiền liệt tuyến cấp là nó được phân loại vào nhiễm trùng tử dưới tuy nhiên bệnh nhân vẫn có thể có sốt và đau vùng hạ vị trước hậu môn thì cái điều này giải thích là bởi vì tiền liệt tuyến nó là một cái nhu mô và một khi mà một cái nhu mô nó bị nhiễm trùng thì nó sẽ gây ra tình trạng sốt là phản ứng đáp ứng viêm toàn thân những những trường hợp nhiễm trùng tiểu phức tạp nhiễm trùng tiểu phức tạp thì người ta phân phân loại nhiễm trùng tiểu phức tạp là khi một cái nhiễm trùng tiểu nó làm cho bệnh nhân dễ có các cái biến chứng hơn thứ hai nó sẽ làm cho tình cho cái điều trị nó trở nên khó khăn hơn và nó sẽ dễ gặp những cái vi khuẩn gọi là vi khuẩn kháng thuốc chẳng hạn như là một bệnh nhân bị Đặt vì một cái lý do gì đó mà bệnh nhân phải đặt sông tiểu Thì khi bệnh nhân đặt sông tiểu Thì trong đường tiểu nó có một cái tác nhân Là dị vật Thì chính cái sông tiểu này nếu mà đặt lâu ngày Thì um, vi khuẩn nó sẽ tạo thành một cái biofilm Nó bám lên trên cái, cái sông tiểu Từ đó thì một khi mà chúng ta điều trị hết một đợt nhiễm trùng tiểu Thì khi chúng ta ngưng kháng sinh Thì các cái vi khuẩn ở trong cái biofilm đó Nó sẽ sinh sôi trở lại Và bệnh nhân dễ bị nhiễm trùng tiểu tái phát rồi chẳng hạn như là một bệnh nhân có thai, một bệnh nhân có thai người ta bị nhiễm trùng tiểu thì người ta sẽ dễ vào sảy thai, đó là các cái là biến chứng nặng nhất. người ta dễ vào nhiễm trùng tiểu uh, trên và nhiễm trùng huyết là bởi vì uh, khi mà một cái người có thai thì cái progesterone ở, ở trong người ta nó cao lên, tiếng vì vậy cho nên nó làm giảm cái hiệu quản ra. và thứ hai là cái tử cung nó chèn ép vào cái bàng quang nó làm cho ứ động nước tiểu bàng quang và trào ngược bàng quang niệu quản vì vậy cho nên một cái nhiễm trùng tiểu, một cái viêm bàng quang nó có thể phát triển rất nhanh thành thành nhiễm trùng tiểu trên. Bởi vì các cái uh, yếu tố như vậy cho nên bệnh nhân có thai thì cũng được xếp vào cái nhóm nhiễm trùng tiểu phức tạp. ờ uh, các cái thể lâm sàng mà, mà được phân loại thì sẽ bao gồm có viêm bằng quan cấp không phức tạp ở phụ nữ khỏe mạnh, viêm bằng quan cấp không phức tạp tái phát ở phụ nữ khỏe mạnh, viêm bằng viêm thận bệ thận cấp không phức tạp ở phụ nữ khỏe mạnh. À, nhiễm trùng tiểu phức tạp thì tất cả những trường hợp nhiễm trùng tiểu mà ở nam thì chúng ta sẽ phân loại vào nhiễm trùng tiểu phức tạp. Là bởi vì à, như cái tần suất hồi nãy mà chúng ta đã nói là nhiễm trùng tiểu thông thường ở nam nó sẽ không gặp và các yếu tố nhiễm trùng tiểu phức tạp khác thì như hồi nãy chúng ta đã nói rồi và cuối cùng nó sẽ là nhiễm trùng tiểu không triệu chứng à, các các cái cận lâm sàng được sử dụng ở trong nhiễm trùng tiểu nó sẽ bao gồm đầu tiên đó là những cái cận lâm sàng liên quan tới chẩn đoán nhiễm trùng tiểu thì nó sẽ bao gồm các cái cận lâm sàng trực tiếp và cận lâm sàng gián tiếp cận lâm sàng đánh giá nhiễm trùng tại chỗ và đánh giá nhiễm trùng toàn thân à, um, nhóm trực tiếp và gián tiếp thì ví dụ như là tổng phân tích nước tiểu thì chúng ta sẽ tìm các cái bạch cầu ở trong nước tiểu, chúng ta tìm nitrit ở trong nước tiểu. À, chúng ta cây nước tiểu là coi, coi coi có vi khuẩn đi ra từ đường niệu hay không. À, các yếu tố khác đánh giá về mặt nhiễm trùng toàn thân hoặc là gián tiếp đó là ví dụ như công thức máu chúng ta sẽ thấy có bạch cầu máu tăng cao. Chúng ta làm C reactive protein ví dụ là CRP chúng ta sẽ thấy nó tăng hoặc là procalcitonin rồi chúng ta có thể là cấy máu bệnh nhân có thể là có tình trạng là nhiễm trùng huyết và ở nhóm cận lâm sàng tiếp theo đó là nhóm cận lâm sàng chẩn đoán biến chứng là bao gồm có cấy máu chúng ta sẽ coi đánh giá cái tình trạng nhiễm trùng huyết về hình ảnh học thì chúng ta sẽ đánh giá coi là nó sẽ có cái biến chứng tại chỗ ví dụ như là áp xe áp xe thận hoặc là áp xe uh, quanh thận rồi có thể là um, cái hình ảnh học này nó còn giúp chúng ta đó là đánh giá được là nó có một cái tình trạng ví dụ như ứ động của hoặc là tắc nghẽn của đường tiểu hay không thì siêu âm là một cái xét nghiệm hình ảnh học thường sử dụng nhất ngoài ra thì người ta có thể sử dụng thêm CT hoặc là MRI các cái biến chứng khác ví dụ như là tổn thương thận cấp người ta sẽ sử dụng là bun creatinine ion đồ hoặc là toàn chuyển hóa hoặc là các cái xét nghiệm đánh giá về suy đa cơ quan và đối với một bệnh nhân với viêm thận bệ thận cấp nhẹ hay trung bình mà có đáp ứng với kháng sinh ban đầu thì người ta sẽ không có thường quy mà làm chẩn đoán hình ảnh học và những bệnh nhân nữ mà có biểu hiện lâm sàng nặng hoặc là thất bại điều trị hoặc là tái phát sớm thì người ta sẽ có chỉ định uh, khảo sát hình ảnh học sớm để loại trừ những cái tắc nghẽn áp xe hoặc là để xác định những cái những trường hợp mà có cần can thiệp ngoại khoa hay không cái nước tiểu thì không phải tất cả mọi bệnh nhân nhiễm trùng tiểu hoặc là nghi ngờ nhiễm trùng tiểu đều cấy nước tiểu à, những cái trường hợp mà bệnh nhân được à, không không cần cái nước tiểu là ví dụ như là bệnh nhân nhiễm trùng tiểu mà khi chúng ta khai thác bệnh sử và tiền canh đó họ mình thấy đó là liên quan tới quan hệ tình dục lần đầu tiên thì những người này chúng ta không có cần phải cấy nước tiểu thì những cái bệnh nhân mà cần phải cấy nước tiểu đó là những những bệnh nhân mà có triệu chứng cơ năng, triệu chứng thực thể rõ ràng của nhiễm trùng tiểu. Thứ hai là chúng ta cần phải theo dõi kết quả điều trị nhiễm trùng tiểu. Thứ ba là trong trường hợp là sau khi chúng ta rút cống thông tiểu cho bệnh nhân và chúng ta tầm soát nhiễm trùng tiểu không triệu chứng ở bệnh nhân có thai và phụ nữ có thai. Khi phụ nữ có thai thì thông thường mỗi cái lần mà người ta đi khám thai người ta đều được đo huyết áp và là một cái tổng phân tích nước tiểu để khảo sát tình trạng tiểu protein và nhiễm trùng tiểu. Thì một khi mà có bạch cầu trong nước tiểu thì ngoài cái việc là xác định bệnh nhân đã lấy một cái mẫu nước tiểu dữ dòng đúng thì nếu mà còn sự tồn tại của bạch cầu ở trong nước tiểu hoặc nitrit trong nước tiểu thì chúng ta sẽ phải bắt buộc phải cấy nước tiểu ở bên những cái phụ nữ có thai. Và cái chỉ định tiếp theo đó là những cái trường hợp mà chuẩn bị tiến hành các cái thủ thuật ở trên các bệnh nhân có cái bệnh thận tắc nghẽn và cái mẫu cây nước tiểu và mẫu cây máu thì người ta đề nghị là phải được lấy trước khi mà dùng kháng sinh bởi vì một khi dùng kháng sinh thì cái kháng sinh đó nó có thể ức chế cái sự phát triển của vi khuẩn vậy cho nên nó làm cái tỷ lệ cấy mà dương tính nó giảm xuống chính vì vậy cho nên là cái việc mà lấy mẫu nước tiểu và lấy mẫu máu trước khi mà sử dụng kháng sinh liều đầu tiên nó rất là quan trọng và tiêu chuẩn vi sinh thì đây là cái tiêu chuẩn vi sinh đối với một cái bệnh nhân nhiễm trùng tiểu chưa dùng kháng sinh thì chúng ta sẽ phải nhớ đó là cái, uh, đối với một cái uh, kết quả cấy thì không phải là nó nó có một cái ngưỡng chung cho tất cả các đối tượng bệnh nhân chẳng hạn như là trong trường hợp cái phương pháp của chúng ta lấy nước tiểu là nước tiểu giữa dòng và bệnh nhân là nhiễm trùng tiểu mà ở nữ thì chúng ta sẽ thấy đó là trong trường hợp mà chúng ta nghĩ tới viêm bằng quang cấp thì chúng ta cần 10 mũ 3 khúng trên 1 ml. Còn đối với cái phương pháp mà chúng ta sử dụng là chọc dò nước bàng quang trên sương mù thì bình thường cái, cái, đường tiểu chúng ta là vô khuẩn. Vì vậy cho nên đối với một cái thủ thuật là chọc dò bàng quang trên sương mù để lấy nước tiểu để cấy thì hễ mà cấy ra một khúng của vi khuẩn bất kỳ loại nào thì đều đó đều được chứng minh đó là bệnh nhân có nhiễm trùng tiểu. Bởi vì cái thủ thuật này hoàn toàn vô trùng. Còn đối với cái thủ thuật mà uh, lấy nước tiểu dưới dòng thì người ta chấp nhận đó là có một cái sự dây nhiễm nhẹ từ cái cái vùng mà xung quanh cái đường tiểu đi ra. Vậy cho nên là uh, khi mà đánh giá một cái kết quả cấy thì chúng ta sẽ phải đánh giá, phải coi lại đó là um, cái con vi khuẩn này là con vi khuẩn gì, cái số khúm mà cấy được là bao nhiêu và trên cái bệnh nhân này của chúng ta đã có cơ địa gì và tiếp theo đó là cái phương pháp lấy nước tiểu là phương pháp gì thì khi đó chúng ta sẽ kết luận được là a à, cái này vi khuẩn này cấy ra nó là nhiễm trùng tiểu hay là chỉ là tạp nhiễm thôi ừ, đây là các cái tần suất mà các cái con vi khuẩn mà nó hay gây nhiễm trùng tiểu thì đối với vi khuẩn gram âm thường gặp nhất là e coli đối với vi khuẩn gram dương thường gặp nhất là Staphylococcus saprophyticus là nó hay gặp ở nữ. Ngoài ra thì các cái tác nhân khác như là nhiễm nấm, nhiễm lao, nhiễm ký sinh trùng virus hoặc là các cái các cái vi khuẩn và hoặc là đơn bào mà gây ra nhiễm trùng uh, bệnh lây truyền qua đường tình dục. đối với hình ảnh học thì hầu hết là không có cần phải sử dụng hình ảnh học tuy nhiên thì hình ảnh học nó sẽ được chỉ định bắt buộc khảo sát ở các cái trường hợp là bệnh nhân có tình trạng bệnh nặng ngay từ lúc nhập viện bệnh nhân có nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng và cần làm khẩn để được xử trí bệnh nhân không cải thiện triệu chứng sau khi mà chúng ta điều khởi đầu điều trị sau 48 tới 72 giờ bệnh nhân có một cái tình trạng gửi tắc nghẽn chẳng hạn như bệnh nhân có cân đau cẩn thận hoặc là bệnh nhân có tiền sử là bệnh nhân có đái tháo đường và một cái trường hợp mà bệnh nhân có nhiễm trùng tiểu trước đây và bây giờ bệnh nhân bị nhiễm trùng tiểu trở lại là hay là nhiễm trùng tiểu tái diễn thì chúng ta sẽ có chỉ định khảo sát hình ảnh học thì mục tiêu của khảo sát hình ảnh học đó là chúng ta sẽ tìm cái nguyên nhân tại sao bệnh nhân chậm đáp ứng với điều trị chúng ta sẽ tìm những nguyên nhân có thể can thiệp được và chúng ta sẽ tìm các cái biến chứng và hình ảnh học thì nó có thể bình thường ở trong những cái trường hợp mà nhiễm trùng trùng tiểu nhẹ thì cái điều này nó cũng không sao và giá trị và chọn lựa các cái phương pháp khảo sát hình ảnh học như thế nào thì siêu âm nó là cái phương cái phương pháp mà không xâm lấn rẻ tiền và dễ thực hiện nhất tuy nhiên thì um, khi chúng ta áp dụng siêu âm khảo sát trong nhiễm trùng tiểu thì nó nó bị một cái gọi là một cái rào cản đó là khí trong ổ bụng mà bình thường ấy một bệnh nhân bị nhiễm trùng tiểu người ta có thể có kèm với tình trạng chứng bụng và một cái điểm thứ hai đó là về cấu trúc giải phẫu thì nguyên một cái hệ niệu từ thận tới bằng tới niệu quản tới bàng quang đây là những cái tạng nằm phía sau và phía dưới phúc mạc vậy cho nên siêu âm nó sẽ rất là khó khảo sát và uh, các cái kết quả của siêu âm nó thì nó còn phụ thuộc vào cái người làm và cái lát cắt chính vậy cho nên nó sẽ cái độ nhạy và độ đặc hiệu này sẽ thấp hơn và vậy cho nên là hiện tại thì người ta thấy là cái ct tức là chụp cách lớp điện, điện toán có cảnh quan à, hoặc là không có cảnh quan thì đây là một cái phương pháp mà nó có độ đặc hiệu và độ nhạy cao nhất ngoài ra thì nó có một cái nhược điểm đó là nó bị ảnh hưởng bởi tx vì vậy nó không có sử dụng ở trên với bệnh nhân phụ nữ có thai và uh, cái MRI hiện niệu là một cái uh, cái phương pháp mà nó có độ nhạy với độ đặc hiệu nó nó gần tương đương với lại CT uh, tuy nhiên thì nó có một cái ưu điểm đó là nó có thể sử dụng trên những cái bệnh nhân có phụ nữ có thai uh, đối với nhiễm trùng tiểu tái diễn thì uh, là những cái những những trường hợp mà bệnh nhân bị nhiễm trùng tiểu trở lại sau một cái đợt nhiễm trùng tiểu có thể là mới đây hoặc là có thể đã lâu rồi thì thường nó sẽ xảy ra ở nữ hơn và khoảng 2 đến 5% phụ nữ sẽ bị nhiễm trùng tiểu tái diễn ít nhất một lần trong đời. Và kháng sinh phòng ngừa thì nó có thể giảm được khoảng 95% các cái trường hợp nhiễm trùng tiểu có triệu chứng. Và người ta sẽ phân làm hai loại đó là nhiễm trùng tiểu tái phát hay là relapse thì là nó được ghi nhận đó là bệnh nhân nhiễm cùng cái loại tác nhân so giống như lần trước còn đối với nhiễm trùng tiểu tái tái nhiễm có nghĩa là reinfection là bệnh nhân bị nhiễm trùng tiểu lại cái uh, nhiễm trùng tiểu lại nhưng mà cái tác nhân lần này sẽ là một cái con khác ví dụ lần trước bệnh lần trước bệnh nhân nhiễm trùng tiểu là một con e coli mà kháng với lại hai kháng sinh thì nhiễm trùng tiểu tái phát thì là bệnh nhân lần này bệnh nhân cũng có thể nhiễm lại cái con đó và tái nhiễm thì có thể lần này bệnh nhân sẽ nhiễm là con klebsiella ví dụ như vậy thì nó có một cái đặc điểm đó là Ờ, khi mà trên lâm sàng đối với một cái bệnh nhân mà mình ghi nhận là bệnh nhân đã có nhiễm trùng tiểu trước đây thì việc của chúng ta đó sẽ phải khai thác đó là cái chẩn đoán trước đây bệnh nhân là gì ừ, cái tác nhân lần trước gây ra là con gì và nếu mà được thì chúng ta sẽ phải coi cái kháng sinh đồ lần trước như thế nào chúng ta phải phải khai thác tiếp là bệnh nhân có những yếu tố nguy cơ gì để nhiễm trùng tiểu tái phát trở lại rồi tiếp theo là chúng ta sẽ phải hỏi là bệnh nhân nhiễm trùng tiểu lần trước đã được điều trị với kháng sinh gì điều trị trong vòng bao lâu ngưng bao lâu thì lần này bị nhiễm trùng tiểu trở lại và lần này cái nhiễm trùng tiểu này nó có nó có liên quan gì đến các cái cái cái, cái yếu tố nguy cơ chẳng hạn như là uh, bệnh nhân có dùng thuốc diệt tinh trùng hay là quan hệ tình dục bệnh nhân có ứ uh, động bằng quang hay có sỏi hay là có đặt KTT gần đây hay không hoặc là có chấn thương vân vân Uh, những cái nguy cơ gây nhiễm trùng tiểu gram âm đa kháng là những cái trường hợp mà bệnh nhân có các cái yếu tố này trong vòng 3 tháng này ví dụ như là cấy được uh, chủng nước tiểu mà cùng loại vi khuẩn đa kháng so với, giống như lần trước uh, bệnh nhân nằm viện hoặc là nằm ở chăm sóc cơ cơ sở y tế hiệu nhà nhà dưỡng lão hoặc là bệnh viện điều dưỡng rồi bệnh nhân có dùng fluoroquinolone hoặc là uh, trimethoprim sulfamethoxazole hoặc là một cái beta lactam phổ rộng ví dụ như cephalosporin thế hệ ba ngay cả một cái liều phòng ngừa và bệnh nhân đến vùng có tỷ lệ nhiễm khuẩn đa kháng cao ví dụ như là Ấn Độ Israel hay là Tây Ban Nha Mexico vân vân thì khi một khi mà bệnh nhân có một trong những yếu tố nguy cơ này thì chúng ta phải gợi ý đến cái chuyện là bệnh nhân có có nhiễm cái vi khuẩn gram âm đa kháng hay không về điều trị thì cái nguyên tắc điều trị đối với nhiễm trùng tiểu đó là phải đảm bảo an toàn tính mạng bệnh nhân là đầu tiên tiếp theo là sử dụng kháng sinh liệu pháp à, một um, nguyên tắc thứ tư đó là phải loại trừ ổ nhiễm và nguyên tắc cuối cùng là phải phòng ngừa tái phát thì đối với nguyên tắc đầu tiên đó là uh, đảm bảo tính mạng bệnh nhân thì chúng ta sẽ phải đặt câu hỏi đó là ca này có cần phải chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện hay không hay bệnh nhân có thể điều trị ngoại trú thì những bệnh nhân có thể điều trị ngoại trú đó là những bệnh nhân viêm bằng quan cấp đơn giản thôi hoặc là những bệnh nhân có nhiễm trùng tiểu trên nhưng mà nó không có kèm các cái yếu tố nguy cơ nào hết hoặc nó không có một cái yếu tố phức tạp nào cả và triệu chứng có thể là nhẹ tới trung bình tuy nhiên bệnh nhân này phải uống được thuốc uống được nước và nhà bệnh nhân được yêu cầu là phải gần bệnh viện và cần được theo dõi sát có thể một ngày hoặc là hai ngày phải khám lại một lần còn những cái trường hợp khác thì bệnh nhân sẽ có chỉ định nhập viện. Thì với tất cả những bệnh nhân mà có kèm bất kỳ một cái bệnh lý nội khoa nào khác hoặc là gợi ý nhiễm trùng huyết, bệnh nhân này sốt cao mà trên 38 độ Tư, bệnh nhân có đau hông lưng nhiều hoặc bệnh nhân không thể nào uống nước được hoặc là uống thuốc được. Và hầu hết thì các cái bệnh nhân mà nhiễm trùng tiểu phức tạp thì đều phải nhập viện. Vậy thì uh, khi mà gặp một bệnh nhân nhiễm trùng tiểu chúng ta sẽ chọn lựa kháng sinh như thế nào thì trong điều trị nhiễm trùng tiểu thì kháng sinh nó là điều trị cơ bản cho tất cả các trường hợp nhiễm trùng trong đó có nhiễm trùng tiểu và loại kháng sinh liều lượng kháng sinh và thời gian dùng kháng sinh nó sẽ tùy thuộc vào vị trí nhiễm khuẩn nó sẽ tùy thuộc vào những yếu tố liên quan ví dụ như nhiễm trùng tiểu phức tạp nhiễm trùng tiểu tái diễn hay tái phát hoặc và các cái biến chứng của nhiễm trùng tiểu nó có hay không chẳng hạn À, chúng ta có thể ví dụ là bây giờ một cái trường hợp một bệnh nhân nữ mới quan hệ tình dục lần đầu tiên họ vào về một cái tình trạng viêm bàng quang cấp thì cái loại kháng sinh thì chúng ta có thể chọn một trong các kháng sinh ở trong cái khuyến cáo nhưng liều thì chúng ta chỉ cần uh, theo liều khuyến cáo và thời gian chỉ cần dùng 3 ngày và bệnh nhân chỉ cần uh, theo dõi ở nhà và không có phải nhập viện thì uh, Đối với một cái trường hợp khác đó là nhiễm trùng tiểu mà có ví dụ như có biến chứng nhiễm trùng huyết hoặc áp xe thận thì loại kháng sinh thì bắt buộc chúng ta phải dùng hai kháng sinh đường tĩnh mạch liều phải là liều cao và thời gian dùng ít nhất phải là 10 đến 14 ngày và bệnh nhân bắt buộc phải nằm viện. Thì rõ ràng là loại kháng sinh liều dùng và thời gian dùng kháng sinh nó sẽ tùy thuộc vào ba cái yếu tố này. Trong viêm bằng ngoan cấp hoặc là nhiễm trùng tiểu không phức tạp thì thời gian thông thường nó sẽ khoảng từ 3 tới 5 ngày. Đây là các cái kháng sinh thường dùng thì trong đó nó có là euh uh, sulf, Sulfamethoxazole Trimethoprim hoặc là nhóm Proquinolone là các cái kháng sinh thường dùng. Ngoài ra có thể dùng là Fosfomycin hoặc là Amoxicillin có hoặc không kèm với cái cái uh, Acid Clavulanic. Thì đây là cái liều dùng và uh, cái cách uh, cái cách dùng trong ngày và cái thời gian nó sẽ là từ 3 đến 5 ngày. Và đối với viêm thận bể thận cấp hay là nhiễm trùng tiểu phức tạp thì đây là những trường hợp bắt buộc phải bệnh nhân phải nhập viện, bệnh nhân phải sử dụng kháng sinh đường tĩnh mạch, kháng sinh phổ rộng. À, trong trường hợp mà bệnh nhân có chán nhiễm trùng hoặc là nhiễm trùng huyết nặng thì bệnh nhân có thể có dùng kèm thêm vancomycin. Và à, một cái đặc điểm nữa là đó là bệnh nhân sẽ phải được dùng kháng sinh trong vòng 1 giờ đầu sau khi mà nghi ngờ chẩn đoán là nhiễm trùng huyết và phải điều chỉnh liều thuốc kháng sinh mỗi ngày tùy theo cái chức năng thận nếu mà bệnh nhân có kèm cái suy thận à, đối với viêm thận bệnh thận cấp hoặc nhiễm trùng tuyệt phức tạp thì cái liều thuốc kháng sinh đây là các cái các cái kháng sinh được chọn lựa trong đó nó có cả những cái thuốc đường tĩnh mạch ví dụ như Ac meropenem, actapenem, nhóm carbapenem, nhóm vancomycin, uh, nhóm quinolone liều dùng là đây và thời gian dùng là như thế này. À, đối với trong trường hợp những cái trường hợp mà nhiễm trùng tiểu có kèm suy thận thì bắt buộc chúng ta phải điều chỉnh cái liều kháng sinh theo cái chức năng thận của bệnh nhân. Trong trường hợp là bệnh nhân có bệnh thận mạng, suy thận mạng hạn, cái chức năng thận nó không đổi theo thời gian thì có thể chúng ta chỉnh liều một lần. Tuy nhiên đối với những trường hợp mà bệnh nhân có tổn thương thận cấp thì lúc vô bệnh nhân có thể chuyển cấp giai đoạn 3 thì liều kháng sinh nó khác. Chúng ta điều trị 2 ngày sau bệnh nhân hồi phục một phần nó xuống giai đoạn 2, chúng ta sẽ phải điều chỉnh kháng sinh một lần nữa. Chúng ta điều trị 3 ngày sau nữa. Suyrện cấp hồi phục hoàn toàn, tổn thương cấp hồi phục hoàn toàn. Thì lúc này chúng ta phải tiếp tục điều điều chỉnh liều kháng sinh nữa. Bởi vì khi mà suy càng nặng thì liều chúng liều kháng sinh chúng ta sẽ sử dụng càng càng thấp. Và khi mà cái chức năng thận nó cải thiện thì lúc đó cái độ thanh thải và độ uh, độ chuyển hóa của kháng sinh nó, nó tăng lên vì vậy cho nên nó sẽ không đủ liều dùng kháng sinh vì vậy chúng ta bắt buộc chúng ta phải chỉnh liều uh, mỗi uh, theo cái chức năng thận ví dụ một kháng sinh ví dụ như là meropenem chẳng hạn thì khi mà ở một cái bệnh nhân mà chức năng thận bình thường là clearance ở đây là người ta tính là trên 50 mươi là Ờ, từ 50 trở lên đó là người ta dùng một cái liều đó là liều 1 gram mỗi 48 giờ à, mỗi mỗi 8 giờ tức là một ngày 3 lần mỗi lần 1 gram Tuy nhiên thì cái clearance mà nó giảm xuống từ 10 tới 25 thì nó sẽ là nửa gam mỗi 12 giờ rồi vân vân và phía clearan bệnh nhân dưới 10 thì nó chỉ là nửa gam mỗi một ngày Ví dụ như ngày đầu tiên chúng ta vô creatinine bệnh nhân là 5 ml phút thì chúng ta sẽ dùng nửa gam trên ngày đầu tiên, một, hai ngày sau chúng ta đo lại creatinine bệnh nhân lên giảm xuống, độ lọc của thận bệnh nhân tăng lên, tăng lên 50 chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta phải là một gram mỗi 12 giờ, có nghĩa rằng ngày hôm qua chúng ta dùng một lọ một ngày, một lọ nửa gam một ngày, thì ngày hôm nay chúng ta phải dùng hai lọ mỗi 12 tiếng, có nghĩa là bốn lọ một ngày và ngày tiếp theo chức năng thận trở về bình thường thì chúng ta sẽ phải dùng là nửa gam mà hai lọ ba lần một ngày có nghĩa là sáu lọ một ngày như vậy thì cái việc mà điều chỉnh kháng sinh như thế này nó sẽ đảm bảo được là cái nồng độ kháng sinh ở trong 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 máu nó nó đạt cái hiệu quả điều trị và trong cái mô đích Thời gian sử dụng kháng sinh thì nó sẽ tùy thuộc vào cái thể lâm sàng. Ví dụ nhiễm trùng tiểu không phức tạp thì thời gian sử dụng kháng sinh là khoảng 3 tới 5 ngày. Còn đối với nhiễm trùng tiểu phức tạp thì tối thiểu phải là 7 tới 14 ngày. Và cái yếu tố tiếp theo đó tùy theo tác nhân. Ví dụ như uh, vi trùng E coli mà không có sinh cái men ESBL thì nó có thể là 7 ngày. Nhưng mà ví dụ như Klebsiella hoặc là E coli mà sinh ESBL là một cái men mà nó nó kháng với beta lactam thì thời gian dùng nó sẽ là 14 tới 21 ngày có nghĩa là khoảng 3 tuần Ví dụ như là tụ cầu, mình nhiễm tụ cầu chẳng hạn Thì cái thời gian nó có thể dùng là 21 tới 28 ngày Và cái thời gian sử dụng kháng sinh nó cũng sẽ tùy thuộc vào những cái bất thường đi kèm Ví dụ như là bất thường về mặt giải phẫu bệnh, à, bệnh nhân có bàn quan thần kinh, bệnh nhân có sỏi Hoặc là bệnh nhân có đặt một cái sông tiểu Thì cái thời gian sử dụng kháng sinh nó cũng sẽ khác à, về cái nguyên tắc tiếp theo đó là kiểm soát nguồn nhiễm đây là một cái chìa khóa gọi là um, chìa khóa rất là quan trọng của cái chương trình điều trị bởi vì sao bởi vì nếu như không kiểm soát được nguồn nhiễm thì kháng sinh nó chỉ nó chỉ gọi là nó chỉ diệt được những cái vi khuẩn mà nó, nó được tiếp xúc kháng sinh thôi còn những vi khuẩn mà không được tiếp xúc kháng sinh nó còn nằm trong cái nguồn nhiễm chẳng như trong cái viên sỏi chẳng hạn nó nằm trong viên sỏi nó nằm trong cái ổ áp xe chẳng hạn thì chắc chắn là nó sẽ trở thành một cái nguồn nguồn vi khuẩn mà nó phóng thích vào máu trở lại sau khi mà chúng ta ngừng kháng sinh. Thì uh, ví dụ như là bệnh nhân bị tắc nghẽn uh, trong trường hợp mà một cái viên sỏi nó làm một tắc nghẽn niệu quản một bên thì tất cả những cái dịch viêm mũ nó sẽ nằm ở trong thận, bể thận và niệu quản đoạn trên tổ tắc. Vì vậy cho nên cái vùng đó là cái môi trường nó rất là axit, vì kháng sinh nó không vô được. Và từ đó sẽ nó làm cho cái việc mà điều trị kháng sinh của chúng ta nó trở nên kéo dài và đôi khi là bệnh nhân sẽ không đáp ứng với điều trị vì vậy cho nên là bắt buộc chúng ta phải giải quyết cái chỗ tắc nghẽn đi nếu có áp xe mà khi mà chúng ta khảo sát trên hình ảnh học thì chúng ta phải được dẫn lưu hoặc là phải cắt thận chúng ta phải lấy bỏ dị vật và đây và đôi khi nó trở thành một cái biện pháp xử lý khẩn cấp và lúc này thì nó sẽ cần ý kiến của bác sĩ ngoại khoa vậy thì khi nào một cái nhiễm trùng tiểu cần phải khám với chuyên khoa tiết niệu đó là nhiễm trùng tiểu lần đầu ở nam giới bởi vì nam giới là không bao giờ nhiễm trùng tiểu không không có rất không có dễ bị nhiễm trùng tiểu một khi bị nhiễm trùng tiểu thì phải coi coi là bệnh nhân có bất thường giải phẫu gì không đó là cái mà hay gặp nhất rồi tất cả những bệnh nhân có nhiễm trùng tiểu phức tạp hoặc nhiễm trùng tiểu mà có biến chứng nhiễm trùng huyết một trường hợp mà có nghi ngờ bế tắc đường tiểu hoặc là có sỏi bệnh nhân có tiểu máu sau khi nhiễm trùng sau sau nhiễm trùng tiểu nó có thể gợi ý một cái tình trạng ví dụ như là uh, nó lộ ra một cái ung thư chẳng hạn. Uh, bệnh nhân không đáp ứng với điều trị kháng sinh hoặc là nhiễm trùng tiểu tái diễn thì tất cả những trường hợp này bắt buộc phải được khám tiêm chuyên khoa tiết niệu để tìm các cái bất thường về mặt giải phẫu hoặc là chức năng. Uh, những cái điều trị nâng đỡ bao gồm các cái điều trị triệu chứng như dịch truyền, hạ sốt, giảm đau, giảm co thắt, điều chỉnh những cái rối loạn toan kiềm, rối loạn uh, À, về mặt dinh dưỡng à, bệnh nhân phải được kiểm soát đường huyết à, ngoài ra thì phải à, còn có điều chỉnh liều thuốc theo chức năng thận bệnh nhân chạy thận nhân tạo nếu mà có tình trạng suy thận nặng và một cái yếu tố đó là phải cách ly những cái bệnh nhân mà có họ có nhiễm khuẩn vi khuẩn đa kháng để tránh lây lây nhiễm cho các bệnh nhân khác tự, tạo thành một cái nhiễm khuẩn bệnh viện à, sau sau khi mà khởi động điều khởi động điều trị một cái trường hợp nhiễm trùng tiểu thì chúng ta phải theo dõi thì thông thường nếu mà một cái nhiễm trùng tiểu mà nó đáp ứng với lại điều trị thì các cái triệu chứng nó sẽ cải thiện sớm và thường nó sẽ cải thiện sớm trong vòng khoảng 24 tới 48 giờ đầu tiên và bắt buộc chúng ta phải đánh giá ít nhất mỗi 24 48 tới 72 tiếng À, khi bệnh nhân có các triệu chứng xấu đi một khi mà đã dùng kháng sinh hoặc là triệu chứng các cái triệu chứng đau sốt cao kéo dài trên 48 tới 72 tiếng hoặc là triệu chứng tái phát trong vòng một tuần thì bắt buộc chúng ta sẽ phải đánh giá thêm về hình ảnh học chúng ta phải cấy lại nước tiểu làm lại kháng sinh đồ chúng ta phải thay đổi điều trị kịp thời có thể là theo kinh nghiệm hoặc là theo kháng sinh đồ và chúng ta có thể là sẽ phải giải quyết cái cái những cái bất thường sớm là liên 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 hệ với lại các cái bác sĩ về về ngoại khoa hoặc là nếu mà trong khả năng của chúng ta đó là thay KTT hoặc là rút KTT nếu mà bệnh nhân đang có KTT. Đối với những cái bệnh nhân mà đã được điều trị hết nhiễm trùng tiểu thì chúng ta sẽ phải hướng dẫn bệnh nhân phòng ngừa tái phát sau nhiễm trùng tiểu. Thì có thể là um, chủ động là dùng kháng sinh phòng ngừa cho các cái bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ hoặc nhiễm trùng tiểu phức tạp. Ngoài ra thì những cái trường hợp khác ví dụ như đa số thì được áp dụng ở nữ đó là bệnh nhân có nên là uống nhiều nước thì thông thường sẽ không có quá là 4, 4 lít một ngày. Những cái những cái nước trái cây ví dụ như cranberry và những cái nước trái cây mà có nhiều vitamin C thì họ cũng được khuyến cáo nó tăng cái sức đề kháng của cái đường niệu so với đối với vi khuẩn và người ta khuyến cáo là bệnh nhân không có nên nhịn tiểu bởi vì một cái trường hợp mà nhịn tiểu nó sẽ làm cho cái ứ động của nước tiểu và nó sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tiểu trở lại và các cái yếu tố mà liệt kê ở đây là những cái yếu tố mà sẽ giúp cho một cái bệnh nhân người ta có thể phòng ngừa được cái nhiễm trùng tiểu sau khi mà kết thúc một cái liệu trình điều trị à, bài giảng hôm nay là tới đây là hết à, cảm ơn các bạn lắng nghe